kính thưa quý vị, ca sĩ Trung Hậu bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp là bắt đầu từ nhóm nhạc âu cơ của sân khấu 126 với chất giọng mezzo soprano rất là ngọt ngào cùng với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Chính vì thế mà cô đã thể hiện rất thành công các ca khúc mang âm hưởng dân ca cũng như là dòng nhạc trữ tình. Và thưa quý vị, và giải thưởng gần đây nhất mà ca sĩ Trung Hậu đạt được đó chính là quán quân của Ngôi Sao Phương Nam năm 2017. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật này quý vị nhé. Xin chào ca sĩ Trung Hậu ạ. Tại sao khi mà bắt đầu khởi nghiệp và sự nghiệp ca hát của mình, chị lại chọn cái dòng nhạc là mang âm hưởng dân ca cũng như là dòng nhạc trữ tình ạ? Trung Hậu có một cái năng khiếu bẩm sinh là ca hát từ nhỏ. Lúc đó khoảng 4-5 tuổi thôi. Ba mẹ có mời thầy về nhà để dạy cho tất cả các anh chị em ở trong nhà, vừa đàn vừa hát, nói chung là biểu diễn bên cải lương và ca cổ. Từ đó thì thầy thấy mình cũng sáng, với lại cũng mau thuộc bài nữa. Với lại khi mà thầy hát sao thì thầy truyền khẩu lại vậy thì hát rất là chính xác. Cho nên là thầy mới nhận làm đệ tử ruột của thầy luôn từ đó. Đó là thầy nhạc sĩ Hoàng Long. Trung Hậu bén duyên vào con đường nghệ thuật là bắt đầu từ ca cổ và cải lương từ lúc đó. Thực ra thì khi mà tham gia vào con đường ca hát thì Trung Hậu có cái năng khiếu bẩm sinh là hát được bên ca cổ cải lương và cũng hát được bên dân ca và trữ tình. Cho nên là khi mà Trung Hậu hát cải lương và ca cổ rồi thì sau này có cơ hội tham gia vào ca nhạc thì cái điều đó cũng không có khó khăn gì lắm. Và tại vì rất là yêu thích hai cái thể loại này cho nên là Trung Hậu luôn gắn bó cho tới bây giờ. Như vậy là mới có khởi đầu thôi là đã có thể là tiếp cận với lại cải lương cũng như là ca cổ rồi. Chính vì vậy mà Thùy Linh cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng giọng hát, trong từng lời ca của chị Trung Hậu rất là nhiều. Cũng nhân dịp đây luôn, chị Trung Hậu có thể gửi tặng cho quý vị khán giả một hai câu ca cổ được không chị? Trung Hậu xin hát cho Thùy Linh với lại quý vị khán giả nghe một đoạn ha. Đó là điệu Năm Xuân. Từ khi biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau thì coi như cả cuộc đời tôi gửi trọn cho người ta, coi như yên phận rồi, dù không có nói ra từ mấy năm qua. Tuy gần nhưng lúc xa, dù không có nói lại nói qua nhưng cũng coi như một nhà. Tôi coi bác như mẹ già, tôi nghĩ anh cũng thiệt thà. Ai dè người ta tính gần tính xa. Đó là một trong những bài hát mà trong vở tuồng Lan Và Điệp mà Hậu thích thích nhất. Trời ơi, Thùy Linh nghe chị hát thấy là cảm thấy rất là ngọt ngào và rất là hay luôn. Thùy Linh được biết là ca sĩ Trung Hậu vừa cho ra mắt MV đó chính là Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi. Thùy Linh thấy là nó cũng khá là thú vị. Hình như đây là một phim ngắn đúng không chị? Đúng rồi. Thùy Linh biết không, cái MV mà Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi là một trong những MV mà Trung Hậu rất là tâm đắc và rất là yêu thích. Và đây cũng là một cái sự ấp ủ rất là lâu rồi. Khi mà quay bài hát này thì Trung Hậu nghĩ là mình nên bám sâu vào cái cốt truyện để mà thực hiện một cái phim ca nhạc. Thì ý tưởng này cũng được thực hiện bởi quản lý của Trung Hậu và cũng là một người bạn đời của Trung Hậu, đó là anh Hòa Thanh. Thì trong quá trình thực hiện MV Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi đó thì cũng khá là vất vả vì có những cái cảnh mà quay ban đêm. Quay ban đêm thì tất cả những anh em trong đoàn đều phải rất là cực khổ để mà thực hiện những cảnh đêm. Ở trong những cái đoạn phim tái hiện lại cái lúc mà cái cô Thi này là cổ sắp mất và cổ mất ở trong rừng á, thì mình bám đúng cốt truyện luôn. Cho nên là mình quay rất là nhiều cảnh và rất là cực. Phải nói là cũng nhờ sự nhiệt tình của cả ekip cho ra đời một cái MV rất là ưng ý và rất là hay. Tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì ngoài cái niềm đam mê ca hát của chị Trung Hậu ra thì Thùy Linh được biết là chị cũng có khả năng hóa thân vào các nhân vật trong các bộ phim điện ảnh nữa. Cơ duyên nào đưa chị đến với điện ảnh ạ? Linh biết không, cái điều này rất là thú vị nè. Đầu tiên
là Trung Hậu được mời vào những cái vai làm diễn viên để mà hoạt cảnh cho cái chương trình karaoke. Tiếp theo đó là tham gia vào tất cả những cái sản phẩm của đài truyền hình để mà quay quảng cáo. Sau đó thì được nhiều đạo diễn biết đến và đã mời tham gia vào những cái vai nhỏ, những vai phụ, rồi dần dần lên những vai chính. Cũng rất là nhiều bộ phim. Nhưng mà chị thấy là giữa cái việc mà mình đóng phim và cái việc ca hát thì nó có khác nhau nhiều hay không chị? Nó cũng có điểm khác biệt chứ, nhưng mà cũng có những cái sự tương đồng hỗ trợ cho nhau, cũng khá là thuận lợi. Bởi vì khi mà Trung Hậu tham gia vào điện ảnh rồi thì Trung Hậu có cái cơ hội tiếp xúc với lại diễn xuất nhiều hơn và được học hỏi từ các đàn anh đàn chị và được học hỏi từ các đạo diễn rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái cách biểu diễn của mình khi mình tham gia phim ảnh. Thì khi mà Trung Hậu thực hiện những cái MV ca nhạc của mình, đó cũng là một trong những cái hỗ trợ rất là hữu ích. Thùy Linh cũng được biết là ngoài cái công việc mà ca hát ra thì chị còn tham gia nhiều những cái hoạt động từ thiện xã hội cũng như là chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này ạ? Thùy Linh biết không, những giờ mà Trung Hậu rảnh rỗi thì Trung Hậu rất là thích làm những công tác thiện nguyện và tham gia vào những cái hoạt động xã hội. Ví dụ là Trung Hậu thích đi đến những nơi chùa chiền, cũng như là những trại trẻ mồ côi, hoặc là những nơi nuôi những người già và tàn tật. Và Trung Hậu cũng chỉ mong là mình góp một chút gì đó nhỏ nhoi từ trái tim của mình để cùng chia sẻ và đem lại một chút hạnh phúc và niềm vui cùng tất cả những người không may và kém may mắn hơn mình thôi. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn ca sĩ Trung Hậu đã tham gia chương trình Gương Mặt. Thùy Linh thay mặt những người thực hiện chương trình xin được chúc cho chị sẽ có được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, thật nhiều may mắn và sẽ ngày càng có thêm nhiều những sản phẩm thật hay, thật hấp dẫn để gửi tặng đến quý vị khán giả. Cảm ơn chị.